là mẫu xe được thừa hưởng trọn vẹn những thành tựu công nghệ của đàn anh GNX RR 2017. Xin giới thiệu đến quý vị hai mẫu xe được chờ đón từ rất lâu: Suzuki GNX R 150 và GNX F 150. GNX R 150 và GNX F 150 là mẫu xe thể thao hoàn toàn mới với kiểu dáng vô cùng mạnh mẽ, hấp dẫn, có sức mạnh động cơ và khả năng tăng tốc vượt trội nhất trong phân khúc 150 cân khối. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh động cơ và trọng lượng thân xe, tiết kiệm nhiên liệu vân vân, và bên cạnh đó là khả năng điều khiển linh hoạt. Hơn tất cả, đây là dòng Suzuki GNX-R, một chiếc mô tô tuyệt vời mà bất cứ ai cũng có thể tự hào khi sở hữu. Và đây là một thông tin rất thú vị dành cho những ai là tín đồ của Suzuki. Mẫu xe GNX R 150 sẽ được mở bán chính thức từ tháng 6 năm 2017 và mẫu GNX S 150 sẽ được mở bán từ tháng 8 năm 2017. Giá bán sẽ được chúng tôi công bố vào hai thời điểm này. Thể thao mạnh mẽ, từng hơi trang cá tính, đó là những gì mà Suzuki tạo nên. Đó là những chiến mã bên Mỹ trên đường trường, nhưng đầy phong cách và đầy hấp dẫn trên đường phố. Ngay tại chương trình này, các bạn sẽ chiêm ngưỡng dòng xe tiếp theo. Xin được giới thiệu GNX S 1000. Đây là dòng nét bay hiện đại với những tính năng an toàn của việc và tốc độ mạnh mẽ, phù hợp cho cả điều kiện giao thông đông đúc ở các thành phố lớn hay là những khung đường ngoại ô vắng vẻ. Chiếc xe được thiết kế nhằm mang đến sự thoải mái và an toàn cho người điều khiển trong các điều kiện đường phố khác nhau. Mẫu xe tiếp theo xin được giới thiệu đến quý vị, Beastcom 1000. Beastcom 1000, dòng xe đa địa hình, thích ứng với những điều kiện đường xá hiểm trở, đặc biệt là các con đường đồi núi và địa hình không bằng phẳng. Với hệ thống công sự vững chắc, dòng xe cao, động cơ mạnh mẽ, chiếc xe sẽ giúp bạn nhẹ nhàng vượt qua những thử thách trở ngại trên bất cứ cung đường nào. Đó là hình ảnh của Beastcom 1000. Và nếu như các bạn là fan của sự thiết kế cổ điển, thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến quý vị GD 110. Mang kiểu dáng thiết kế cổ điển, dòng xe GD 110 đáp ứng sự mong mỏi của các tầng lớp trung niên yêu thích xe công tay cổ điển.